Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em và toàn thể các bác. Cảm ơn các bác và anh em trong suốt thời gian vừa qua. Các bác và anh em cũng đã tin tưởng luôn dõi theo bên shop, ủng hộ shop rất là nhiều. Trong cái thời gian vừa qua này thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái ý kiến đóng góp dành cho bên cơ sở shop. Thì hiện tại thì bên cơ sở em cũng đang tiến hành sản xuất những cái dòng loa bẫy xẻ độ chuyên nghiệp để phục vụ cho anh em đánh kinh tế. Và trong cái thời gian tới này thì em cũng sẽ tung ra thị trường những cái mẫu sạc đa năng, sạc được cho cả loa 8V, sạc được cho cả loa 5V, sạc được cho cả điện thoại các bác nhé. Thì những cái dòng sạc như thế thì em cũng xin hẹn các bác và anh em sang năm là em sẽ tung ra ngoài thị trường để phục vụ cho anh em vừa đi đánh vừa sạc được. Đấy, và trong cái thời gian vừa rồi thì em cũng đã tung cái sản phẩm pin độ dung lượng cao của bên shop ra. Đấy, và được các bác và anh em đón nhận sử dụng rất là nhiều. Đấy, thì từ lúc mà bên cơ sở shop làm pin độ đấy là cách đây khoảng tầm 6-7 tháng rồi đấy, và bây giờ thì ở bên cơ sở em cũng đã nhận được trên dưới 1.000 đơn hàng rồi đấy, cũng rất là cảm ơn các bác và anh em cũng đã tin tưởng sử dụng những cái dịch vụ của bên shop, những cái sản phẩm của bên shop đấy. Và trong cái thời gian vừa qua này thì đợt gần đây đấy, mỗi một ngày em có thể đi được khoảng tầm 15-20 quả, thậm chí có những hôm là trên 20 quả anh em nhé. Còn bình thường cứ đều đều là tầm 4-5 quả đấy. Hôm nay đây anh em có thể thấy này, đơn hàng hôm nay anh Ngân này, anh Ngân ở tận Hậu Giang đây, đặt một pin độ dành cho 898 này. Đó. Anh Vũ Văn Đức đây, hãy đặt pin độ loa 898 đây. Anh Mạnh đây ở tận Đắk Nông đây, cũng đặt một pin độ cho Q92. Đó. Và anh đấy, anh Hầu Xeo Hà đây ở Hà Giang cũng đặt một pin độ cho Q01 anh em nhé. Thì về những cái sản phẩm của pin bên shop ấy thì các bác và anh em đều biết. Bên cơ sở em thứ nhất người thật việc thật, trước khi mà em tạo ra một cái sản phẩm nào đó thì em đều là phải test trước, em đều là người sử dụng trước thì sau đó em mới giới thiệu cũng như là tung ra thị trường để phục vụ cho anh em. Thì các bác và anh em nào mà đang phân vân đấy là có lên mua pin độ bên shop không, thì các bác và anh em chỉ cần là anh em lên hội nhóm hoặc anh em tham khảo của những anh em mà đã từng mua pin độ bên shop ấy, anh em hỏi xem là cái dòng đấy là nó có tốt hay không. Đấy, hiện tại thì người bán hàng thì ai cũng muốn là nói hoa mỹ, nói tốt về cái sản phẩm của mình. Nhưng mà em muốn là các bác và anh em có thể là hỏi trực tiếp những người sử dụng ấy, những anh em tin tưởng trước. Đấy, anh em mua của bên shop, anh em về sử dụng xem là pin của bên shop nó có ok không, nó có đúng như lời em nói, em quảng cáo, em giới thiệu không, hay là nó là một cái hình thức là gọi là nói quá lên. Đấy, nhưng mà em khẳng định luôn các bác và anh em nhé, sản phẩm của bên em có sao em nói vậy, chứ em không có theo kiểu là em nói quá lên, quảng cáo quá lên. Đấy, cho nên là các bác và anh em nếu mà có đặt hàng bên shop thì anh em cũng yên tâm. Đây là mẫu pin độ của bên cơ sở shop đây anh em nhé. Mẫu pin độ này thì một thời gian đặt vừa rồi thì các bác và anh em đặt rất là nhiều, cũng rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng ủng hộ cái sản phẩm bên shop. Và rất là nhiều anh em cũng đã cho những cái feedback, rất là nhiều anh em cũng đã phản hồi về cái dòng pin này. Cũng có nhiều anh em thì nói là cái dòng pin này anh em đánh được một ngày không hết pin, có những anh em thì đánh ít thì đánh 2 ngày vẫn chưa hết pin anh em nhé. Pin của bên cơ sở shop thì dung lượng thực của nó là 2700 mAh anh em nhé. Thế cho nên là các bác và anh em nếu mà sử dụng ấy, so sánh về cái thông số ấy, thì nó chỉ hơn ở trên cái thông số này chỉ có 500 mAh thôi. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng máy test thực ấy nhưng mà nếu mà anh em sử dụng cái máy test thực tế ấy, thì cái dòng pin thường này anh em nhé, cái dòng pin bình thường này nó chỉ có 1.200 đến 1.300 thôi anh em nhé. Anh em đo một quả pin này nó dung lượng nó chỉ được 1.200, 1.300 thôi. Nếu mà mắc song song thì nó sẽ được lên khoảng tầm 2.600, 2.700. Còn nếu mà anh em mà mắc lối tiếp như này nó chỉ được 1.200, 1.300 thôi. Thế thì về cái dòng pin này thì thực tế của nó ấy, thì là nó chỉ được có đâu đó là 1.300 mAh thôi anh em nhé. Các bác và anh em nếu mà có máy test anh em có thể là tháo pin ra, những cái quả pin mà anh em bị lỗi bị hỏng anh em tháo ra, anh em test bằng máy đo trực tiếp là anh em sẽ biết được cái dung lượng thực của nó là bao nhiêu anh em nhé. Còn về cái quả pin của bên shop đây, quả pin shop thì là làm sẽ là mới cái dung lượng thực tế, bởi vì là những cái video trước em cũng đã giới thiệu các bác và anh em về cái dòng pin này rồi. Đấy, đây là dòng pin dung lượng thực. Đấy, thì về cái so thì về so sánh này các bác và anh em cũng có thể thấy này, về cái phần dây dẫn của bên shop nhá, thì bên cơ sở em thiết kế dây nó sẽ to hơn, lõi nó sẽ nhiều hơn, đảm bảo cho anh em sạc đi sạc lại rất là nhiều lần. Đấy, và cái sự chênh lệch giá của cái dòng pin này thì hiện tại pin độ này, pin độ này bên cơ sở em đang bán là 200.000 một quả anh em nhé, 200.000 một quả là bao ship vận chuyển. Đấy, các bác và anh em lưu ý. Và chênh lệch của cái dòng pin này nó đâu đó nó cũng chỉ có chênh lệch tầm 50.000 thôi.
Nhưng các bác và anh em nếu mà sử dụng cái dòng pin này, anh em sử dụng khả năng tầm 10 tháng đến 1 năm là anh em đã phải thay một quả mới rồi. Còn nếu anh em sử dụng cái quả pin độ như thế này, anh em sử dụng ít nhất là phải tầm 2 năm anh em mới phải thay. Thế cho nên là nếu các bác và anh em mà gọi là đắn đo về kinh tế thì anh em có thể lựa chọn những cái dòng pin giá rẻ này. Còn nếu các bác và anh em mà gọi là còn nếu các bác và anh em mà có thể tính toán được thì anh em cũng có thể thấy là anh em bỏ ra 200.000 và anh em sử dụng tầm 2 năm anh em mới phải thay pin. Thì các bác và anh em cũng sẽ tiết kiệm được đâu đó là khoảng độ tầm 100.000 anh em nhé. Anh em mua hai quả như này thì khoảng tầm 300.000. Đấy. Một cái quả, hai quả pin thường này dùng trong vòng 2 năm thì anh em mất khoảng tầm 300.000. Nhưng nếu anh em mà mua cái quả pin độ này, đấy, quả này thì nó chỉ có 200.000 thôi. Các bác và anh em sử dụng được tầm 2 năm anh em mới phải học. Các bác và anh em sử dụng được 2 năm anh em mới phải thay thế thì các bác và anh em nên lựa chọn cái sản phẩm nào. Đấy, thì đấy là các bác và anh em có thể thấy được, đúng không ạ? Còn về cái phần rắc đây anh em nhé. Phần rắc đây. Đấy. Một số anh em thì đắn đo về cái vấn đề là rắc của bên shop lắp nó có vừa trên những cái dòng loa điều khiển không. Đấy, thì em cũng thông báo các bác và anh em đây. Đấy, rắc đều giống như nhau anh em nhé. Đấy, so với kích thước này. Đấy, anh em có thể thấy này. Kích thước bằng nhau. Đấy. Và làm đều giống nhau hết các bác nhé. Khi mà các bác và anh em lắp vào là anh em chỉ việc rút cái quả pin cũ và anh em thay thế bằng quả pin mới thôi. Đây là cái mẫu pin độ mà bên cơ sở shop hiện tại đang bán rất là chạy. Rất là nhiều anh em đã đặt hàng về cái dòng pin độ này rồi. Còn về pin của bên shop nhé thì bảo đảm cho anh em bảo hành trong vòng 2 tháng sử dụng. Các bác và anh em yên tâm nếu mà anh em sử dụng. Các bác và anh em yên tâm nhé. Về pin này thì bên cơ sở em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 tháng sử dụng các bác nhé. Về riêng về pin của bên cơ sở shop là bảo hành hãng. Về cái dòng pin này thì bên cơ sở em sẽ bảo hành cho em trong vòng. Về cái dòng pin độ của bên cơ sở shop này thì bên cơ về cái dòng pin độ của bên cơ sở shop thì bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 tháng anh em nhé. Đấy, chưa có một đơn vị nào bảo hành pin cho anh em lâu như thế. Còn những cái loại pin bình thường này các bác và anh em kể cả đặt ở những cái shop uy tín thì người ta cũng chỉ bảo hành cho anh em trong vòng 3 đến 5 hôm thôi. Đấy, thậm chí là có thể là anh em mua xong mà chẳng may anh em không test mà quả pin bị lỗi. Đấy, các bác và anh em đổi trả rất là khó các bác nhé. Còn về pin này của bên cơ sở em này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 2 tháng sử dụng. Có vấn đề lỗi lầm gì bên cơ sở em sẽ đổi mới cho anh em. Đây là hai số điện thoại của bên cơ sở shop này. Nếu mà trường hợp mà bên cơ sở em làm ăn không uy tín thì rất là nhiều anh em cũng đã bóc phốt về cái dòng pin này rồi. Nhưng mà các bác và anh em nếu mà anh em về dòng pin này thì rất là nhiều anh em sử dụng rồi và chưa có anh em nào của còn về dòng pin này thì em khẳng định luôn với các bác là em đã bán gần 1.000 con pin như này rồi anh em nhé. Gần 1.000 con pin như này rồi và chưa có một anh em nào thắc mắc về cái vấn đề tại sao dung lượng của nó lại dùng. Và cái dòng pin này của bên cơ sở em thì em bán số lượng đã hơn 1.000 quả rồi anh em nhé. Hơn 1.000 quả pin rồi. Đấy, và chưa có một anh em nào nói về cái vấn đề là pin của bên shop là kém chất lượng cả. Đấy, dòng pin của bên cơ sở em đảm bảo luôn. Đấy, và những cái dòng pin thường là nó phải gấp đôi anh em nhé. Cũng như là anh em mua một quả pin này. Đấy, anh em mua một quả pin này và anh em mua... Các bác và anh em có thể so sánh được. Đấy là nếu mà anh em sử dụng các bác và anh em có thể so sánh được là cái dòng pin như thế này. Anh em mua một quả pin trong loa và một quả pin dự phòng, anh em đánh được khoảng tầm 1 ngày mới hết. Đấy, thì giá thành đâu đó là khoảng tầm gần 300.000 rồi. Đấy, nhưng nếu anh em mua một quả pin như này thay vì anh em mua thêm một quả pin dự phòng là anh em cũng có thể đánh được hết một ngày anh em nhé. Tầm 14-15 tiếng trên những cái dòng loa giá rẻ là các bác và anh em sử dụng. Thậm chí là còn trâu hơn những dòng như là Q92 và AT100 rồi các bác nhé. Bên cơ sở em làm rất là cẩn thận cho nên anh em yên tâm khi mà anh em đặt hàng bên cơ sở shop. Đây là dòng pin độ. Kích thước tương đương nhau anh em nhé. Kích thước giống hệt nhau. Các bác và anh em lắp vào sẽ giống như pin zin luôn anh em nhé. Thì một cái video clip em làm đến đây để giới thiệu các bác và anh em về một số những cái sản phẩm phụ kiện như là pin điều khiển này, điều khiển trong như là pin điều khiển này, điều khiển này anh em nhé, và một số những cái dòng pin để phục vụ đến các bác. Thì anh em nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại này giúp em. Đấy, cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì em xin phép chào các bác và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video sau. Em xin chào và hẹn gặp lại.